Alo alo, Vani cho view dịch ngày hôm nay lại tiếp tục là những sóng gió sau một phiên trước đó tương đối bình yên anh chị ha. Phiên hôm nay nhà tạo lập họ lại chủ động điều chỉnh cả thị trường từ rất là sớm, từ đầu phiên sáng luôn. Trong phiên có rất nhiều mã cổ phiếu bị giảm sâu nhưng mà khối lượng khá là bé. Khả năng đó chính là những cái đợt giải chấp ngắn hạn của một số công ty chứng khoán với cái nguồn margin nó bị căng sức mua do thị trường giảm tương đối nhiều rồi. Thành ra cái lượng margin nó chịu không có nổi. Và sau đó cũng đã hồi phục lên trở lại rất là tốt và duy trì đến tận cuối phiên. Nhưng mà khi vào phiên ATC ngày hôm nay anh chị có thể thấy là đại đa số các mã cổ phiếu nó bị đè xuống tương đối từ 3 đến 7 like so với lại trước khi vào ATC. Nhìn chung đây là cách họ đóng cửa để họ tạo ra cái tâm lý mở cửa cho ngày mai. Vì cái lực cầu cuối phiên anh chị thấy là cuối phiên trước khi vào ATC cái lực cầu vào rất là tốt nha. Nhưng mà cổ phiếu rút chân rất mạnh. Đó là động thái ăn hàng lại của tổ chức rất là tốt. Nhưng mà sau đó vô ATC thì họ lại tự kê xuống trở lại. Đúng không? Tại họ muốn tạo tâm lý. Và em có chia sẻ trong rất nhiều video trước rồi, cái phiên ATC, ATO á, là hai cái phiên chúng ta không thể nào đo đếm và phân tích được. Hoàn toàn là tổ chức họ muốn như thế nào thì hai phiên đó nó như thế đó. Anh chị ha, cái quy tắc vận hành của hai phiên này là gì? Ở một mức giá nào đó mà cái khối lượng khớp lệnh nó nhiều nhất thì nó trở thành giá đóng cửa hoặc giá mở cửa. Thành ra anh chị thấy là trong phiên ATO mà mở ngày ra có nhiều con tự nhiên mới sáng nó trần liền. Tại sao? Thì tổ chức kê giá trần nhiều nhất thì nó đang là giá trần. Nhưng mà khi một khi mà nó tắt lệnh hoặc nó cân lại từ từ á thì nó sẽ giảm xuống và nó trở lại những cái mức giá xanh giá đỏ chứ không còn là giá trần nữa. Đúng không? Thì đóng cửa cũng vậy, ví dụ như họ quét được cái lượng lệnh mua bán của anh chị nhà đầu tư kê ở những mức giá nào đấy, nhưng mà cái mức giá nào là cao nhất, nhiều nhất thì họ chỉ việc họ kê ở một mức giá họ muốn với khối lượng nhiều hơn là nó sẽ trở thành giá đóng cửa. Đúng không? Và họ hấp lại cái lượng đó. Hoặc là họ muốn để giá nào là nó sẽ thành giá đó. Tại quy tắc trong ATC nó rất công bằng. Là cái cung cái cầu của người nào nhiều nhất thì nó trở thành giá đóng cửa của phiên hôm đó. Nhưng mà trong thị trường này anh chị biết là cái người mà nhiều hàng nhất thì là ai, là lái. Thành ra là do ATC cái việc mà nó muốn đóng giá nào đó chỉ việc kê cái mức giá nó muốn ở khối lượng nhiều hơn là tự động nó sẽ trở thành giá đóng cửa anh chị ha. Đó là cái cách vận hành trong phiên ATC hoặc là ATO đấy. Và cái điểm tích cực ngày hôm nay là gì, là rung lắc rất nhiều, biên độ rất lớn nhưng về mặt thanh khoản cũng không có nhiều những sự gia tăng so với lại phiên ngày hôm qua, cũng khoảng tầm 19.000 tỷ như thế này thôi, hơn hôm qua khoảng tầm 2-3.000 tỷ gì đấy ha, không quá nhiều rồi. Và nên mình đang có những cái động thái mà liên tục test lại rất là sớm, chưa tăng là test lại liền luôn, đúng không? Hôm qua chỉ mới là cầm máu thôi là hôm nay test lại liền chứ không có những cái động thái gọi là hồi mạnh lên, em có vẻ mũi tên nè, rồi sau đó nó mới test sâu xuống lại. À, thì nó rất dễ trở thành một cái nhịp bull trap ở đây nè, là rất là nguy hiểm. Và đôi khi ấy, những cái nhịp á, mà một khi mà nó hồi lên mà nó rơi lại á, mà cái khối lượng ở đây nó lớn nè, thì khả năng là gì? Không có hồi lên nữa đâu anh chị ha. Đó là những động thái cực kỳ nguy hiểm khi mà cái khối lượng có những sự gia tăng ở những giai đoạn phía sau. Đấy, đặc biệt nhất là những cái nhịp mà họ dụ cầu lên, sau đó họ đạp xuống trở lại mà khối lượng nó lớn hơn nữa là coi như là cực kỳ nguy hiểm luôn. Thành ra những cái động thái mà liên tục duy trì ở đây nè, ta gọi là tích lũy để tìm điểm cân bằng. À, thì như em có chia sẻ đúng không, ở video trước thì cái quá trình cân bằng nó sẽ cần khoảng tầm một vài phiên chứ không thể nào chị đòi mà hôm nay cầm máu cái mai cân bằng liền được, đúng không? Em có ví dụ ở video trước về những cái mã cổ phiếu mà nó sẽ mất từ 3 đến 5 phiên để cân bằng đấy. Thì khi mà có những điểm cân bằng thì sau đó có sự cạn cung, xuất hiện tích cung thì nó mới đánh. Bản chất thị trường nó là như vậy anh chị ha. Thành ra chúng ta cùng theo dõi trong video ngày hôm nay từng dòng cổ phiếu, từng mã cổ phiếu để coi có những cái góc nhìn mà nó khách quan nhất và nó toàn diện nhất anh chị ha. Dạ rồi. Video ngày hôm nay thì em nói về dòng dầu khí trước anh chị ha. Thì đầu tiên đó chính là BVS. Thì như có chia sẻ video trước thì những cái dòng cổ phiếu nào một khi nó đã rơi trước, nó điều chỉnh trước, nó cân bằng trước thì bây giờ nó sẽ đi sang những quá trình tiếp theo, đó chính là tái tích lũy trở lại với khối lượng cạn dần. Nếu xuất hiện yếu tố điểm mua, chúng ta sẽ canh mua để đánh nhịp sau. Chúng ta phải canh nó, phải me nó, phải rình nó. Đúng không? Thì như có phân tích video trước rồi, nó cân bằng ở cây này nè, hồi lên nè, thì hôm nay nó té lại, đúng không? Thì nó phải hình thành một cái biên độ tái tích lũy mà, thì nó phải cần một thời gian ở đây, không thể nào mà đòi nó lên liền được, tại ở trên nó là kháng cự, đúng không? Thì nó phải dập dìu ở lại đây, khối lượng cạn dần xuất hiện tích cung mới đánh được anh chị ha. Hôm nay nó té lại nè, đúng không? Cũng không có gì nói thêm cả, đạp xuống rút lên, biên rất bé, khối lượng bình thường đó, thì chúng ta phải chờ đợi ở những phiên tới ha. Và anh chị thấy những cái dòng mà xương sống á, của thị trường nó cũng vậy thôi. Ví dụ như phiên này là phiên cầm máu nè, đúng không? Nó cầm máu được thì nó phải đạp thêm một lần nữa. Nó cân bằng nè, hồi lên nè, sau đó tái tích lũy trở lại thì nó mới có sóng mới được ha. Đó là vận hành cung cầu bình thường, cho nên mã cổ phiếu nào có cung cầu thì nó đều như vậy hết. Giống như giai đoạn trước nè, cầm máu nè, rơi nè, bắt đầu cân bằng lại vài phiên nè,
hồi lên nè, tái tích lũy nè, đánh nè, thấy chưa? À, lúc nào nó cũng có những cái nhịp như vậy cả. Thì anh chị mình phải chờ đợi anh chị ha, phải chờ đợi. Đấy, rồi BVD nè cũng một form đúng không, cân bằng nè, rơi nè, à, cầm máu chứ, rơi nè, cân bằng nè, hồi lên nè, tái tích lũy nè, đúng chưa? Nè một form với nhau không? Đó là những con như BVB nè, bâu nè, cũng có hồi lên nhưng mà yếu quá anh chị ha. Hai con này anh chị nếu mà được á, hồi lên được những cái vùng mà gần gần kháng cự á, gần gần những cái vùng này nè, anh chị canh hạ ra đi anh chị ha, canh hạ đi, hồi lên hạ bớt rồi lên hạ tiếp. Những con này rất là yếu, ví dụ những con này nè, nó tích lũy để nó đánh vượt, còn những con như thế này nó chỉ tích lũy để nó về lại được những cái nền trên thôi, vậy thì rất là khó ha, rất là khó để có sóng. Thành ra những con như thế này nếu mà đã lỡ gãy như thế này, nặng như thế này rồi á, chờ hồi lên cơ cấu thôi anh chị ha, không phải con nào nó cũng sẽ hồi đâu. Đấy, đồ BSR nè cũng giống mấy con như là BVS, BVD thôi đúng không, cân bằng nè, rơi nè, hấp thụ lên nè, hồi nè, té lại nè, đúng chưa? Hôm nay đạp rất sâu nha, đạp rất sâu, giật chân lên, khối lượng thấp đấy, nhưng mà nó phải cần một cái biên độ ở đây. Nói chung là dầu khí nó đang đi chung một form với nhau đó. Rồi oi nè cũng y chang đúng không, rơi nè, cân bằng, hồi lên, bắt đầu test lại, khối lượng thấp nè, nó cũng cần một cái biên độ ở đây ha. Nhưng mà đánh thì đương nhiên là đánh những con top đầu trước nha, rồi bắt đầu không nên đánh những con mà nó nhỏ hơn như thế này. Dù đánh là đánh BBS, BBD hoặc là BR, rồi bắt đầu mới tới BBT, rồi mới tới oi ha. Nhưng mà đã đánh con đầu đừng đánh con nhỏ nữa, con đầu kiểu gì nó chả dẫn dắt thì phải đánh mấy con đầu trước, đánh mấy con nhỏ làm gì, đúng không? Rồi những con như là gas nè vẫn giữ thôi đúng không, nhìn xu hướng dòng tiền thôi, chứ em có nói rồi, đạn sau này mà muốn đánh dầu khí á, hạn chế vô hai con trụ. À, tại vì nó sẽ rất là khó, mua mới nó rất là khó đoán, tại vì những cái nhịp mà thị trường nó vẫn còn dập dìu và chỉ số nó vẫn còn có những sự điều chỉnh đó. Có nghĩa là có ngày nó kéo băng á, thì nó lại đạp trụ, có ngày nó chỉnh băng á, thì chỉnh băng chỉnh thép chỉnh chứng khoán thì nó lại kéo trụ, nó cứ liên tục dập dìu như vậy, cái biến động nó quá lỏng và nó mang yếu tố điều tiết quá thì chúng ta đầu tư nó sẽ khó. Là nó tạm thời những cái nhịp như thế này á, đã chốt trụ ra rồi là không vô trụ lại nữa, anh chị lưu ý nha. BLX nè nó cũng đi một form chung với lại mấy con anh em ra, cũng cầm máu đạp xuống là rút chân là hồi lên là bắt đầu test lại khối lượng thấp đúng không, tái tích lũy lại ha. Nhưng mà nếu mà một form như thế này rồi thôi đánh mấy con dưới đi, đừng đánh trụ nha. Rồi BES nè lại tiếp tục đạp sàn giật lên, nói chung là nó sẽ test lại cái hỗ trợ này, tại vì bản chất nó đã gãy rồi thì nó phải test hỗ trợ anh chị ha, thì chờ đợi thôi, nó vẫn rút chân, khối lượng không còn lớn nè, anh chị cứ cầm thôi. Bản chất nó đã gãy như này rồi thì anh chị phải chờ đợi những cái nhịp mà nó rơi, nó cầm máu lại, xong rồi nó lình xình lại đây, nó cân bằng nè, nó hồi lên, nó làm một cái nền tích lũy, anh chị đánh ha. Nó sẽ có những cái điểm gia tăng ở đây, đối anh chị nào có hàng hoặc là mua mới hay gì đấy anh chị ha, thì cùng chờ đợi thôi. Rồi dòng bất động sản nè, Nam Long nè, đó lại đạp rất sâu nha, lại kéo lên lại liên tục, là những cái nhịp mà họ test lại những cái vùng dưới nè, để coi coi mà tôi đạp về đây coi còn ai bán không. Mà khối lượng nè không thấy cây khối lượng đâu luôn, khối lượng hôm nay chưa tới 1 triệu cổ phiếu nữa, anh chị thấy là cái lượng cung nó dần dần nó quá kiệt rồi ha. Thì con này nói chung là em chờ đợi những cái điểm em gia tăng thôi, tại vì như anh chị coi video nhiều thì em có lấy vị thế những con như này đúng không. Nhưng mà hiện tại là vẫn đang lỗ nè, vẫn đang lỗ nhưng mà đang chờ những cái điểm gia tăng ha, tại vì nó rất là đẹp. Cầm con này nó không có bị ảnh hưởng nhiều và đi sàn 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 này kia, nó chỉ giảm khoảng tầm giá thôi. Hôm nay chúng ta chỉ chờ đợi những cái nhịp trên này nè, nó cân bằng lại phía trên á, nó có những cái yếu tố điểm mua kế tiếp á, thì có thể là anh chị mình mua mới được luôn hoặc là mua gia tăng được luôn ha. Tại bản chất con này đang đi nền mà đúng không, những con đi nền là đều có khả năng mua được hết, nhưng mà phải chắc chắn là mua xong nó phải có những cái điểm nó chạy liền, nó là như thế, không phải là mình mua gom làm gì đúng không, mình cứ để tiền đó mình chờ đợi chứ đừng có mua gom anh chị ha. Mua là phải có điểm mua cái chạy liền, nó là như thế, nó là cái phong cách của em đấy. Rồi KDH nè đúng không, giữ rất tốt nha, những cái nhịp này hầu như là nó không hề có những cái biến động gì quá lớn cả đúng không, nó vẫn giữ thôi. Rồi HDG nè, đó em có phân tích video ngày hôm qua đúng không, nếu mà ngày mai mà nó tăng tiếp với khối lượng lớn là nó sẽ vào sóng đây nè. Nhưng mà cái điểm hơi xấu con này là gì, thứ nhất là nó đóng cửa không cao nhất, thứ hai là nó mở gap. Đóng cửa không cao nhất phiên ngày mai sẽ có một cái test đỏ, nhưng mà điều kiện nha, test đỏ thì cái phiên tới nữa là phiên ngày thứ sáu á, nó phải kéo lên luôn thì nó mới ngon. Còn nếu nó test đỏ mà nó lình xình ở đây á, thì khả năng nó phải lắp lại cái gap này, nó phải giảm xuống, nó lắp lại cái gap này đúng không, những cái yếu tố cung cầu quen thuộc đúng không. Anh chị coi video anh chị mình phải hiểu được những vấn đề như thế này
ha. Nhưng mà những cái động thái mà nó tăng lên như thế này là rất tốt. Anh chị nào mua dưới nền thì đây là những điểm cực kỳ tốt ha. Con này thì có thể anh chị mình không vào được, anh chị lấy nó làm dẫn dắt cũng được, nó kéo mấy con khác lên cũng được, không sao, không nhất thiết gì là phải mua con này ha. Quy tắc là mình không mua đuổi, nó là mở gáp rồi thôi bỏ, mua chi đúng không? Biết là nó tăng, có nhiều con nhìn vô biết nó tăng nhưng mà mình không có điểm mua thì mình mua những con khác, không nhất thiết mình phải đu vào ha. Lưu ý nó dẫn dắt mấy con kia là được ha, mình chỉ cần nó dẫn dắt thôi. Đất xanh nè anh chị thấy không, những cái quá trình mà nó cân bằng nè, cầm máu nè, cân bằng nè, nó sẽ dập dìu giật lên giật xuống liên tục ở đây đúng không, nó hình thành một cái biên độ tái tích lũy trở lại ở đây thì nó mới đánh được, khối lượng cạn dần nè, thấy chưa? Không phải lúc nào cổ phiếu mà mới cầm máu xong ngày mai rồi nó tăng liền đâu, không có đâu anh chị, nó phải dập dìu ha. DG nè cũng vậy nè đó, kéo rút kéo rút kéo rút kéo rút, vốn không có nữa đó ha. Thì những hai dòng này là hai cái dòng mà nó có những sự cân bằng trước thì anh chị mình chú ý ha. Nhìn chung em có vị thế dòng xây dựng rồi, thật ra là nói trắng ra là em bị kẹp dòng xây dựng những cái nhịp rơi này nè, nó đang tích lũy tốt và mua tại nền ở đây là mua giá 24 mấy á, bắt đầu á lên đây chốt bớt cái tới đây thì nó bị gãy xuống à, bị gãy xuống thành ra là vẫn đang cầm và chờ đợi, nhưng mà nó cân bằng như này rồi thì chúng ta tìm điểm gia tăng thôi anh chị ha. Anh như thế dòng nào nó cũng sẽ là cơ hội mới nối tiếp nhau ha. Rồi quay lại dòng xương sống nè, đúng không? Phiên này là phiên cầm máu, phiên này là phiên đạp rút chân ha. Thì anh chị thấy trong phiên á thì như em có chia sẻ là những cái dòng xương sống lớn á thì nó chịu những cái áp lực, bữa giờ nó bị một cái lượng margin, nó bị căng sức mua, nó bị xả ra đúng không, và sau đó ăn lên trở lại. Anh chị nhìn trong phiên nè, con này có những lúc kéo lên nè, cuối phiên kéo lên tới 32 lần đúng không, 31.9 lần, nhưng mà vô ITC em có nói lúc đầu đúng không, nè nó đạp xuống nè, nó đạp xuống 31.75, khối lượng có 300k thôi, này khối lượng mười mấy triệu lần mà đúng không, 10 triệu mấy, 300k này đâu nhiêu. Đây là cái cách mà họ đóng cửa thì chúng ta thấy là nó xấu thôi đúng không, nhìn chung nó vẫn đang tôn trọng hỗ trợ nè đúng không, vẫn đang tôn trọng hỗ trợ, nó dập dìu đây thôi, thì anh chị phải chờ những cái điểm nó cân bằng đúng không, và nó hồi phục và nó tái tích lũy thì đây là những điểm mình chúng ta mua thêm anh chị ha. Đấy rồi tiếp theo nè, MBB nè, vẫn tôn trọng hỗ trợ đúng không, khối lượng như này là cũng không nhiều lắm đâu nha, cũng phải chờ những yếu tố cân bằng ở giai đoạn phía sau. Thành ra em mới nói rồi, mới cầm máu chưa nói lên được điều gì đâu, chờ đợi nha, vẫn là chờ đợi thôi, nó vẫn tôn trọng hỗ trợ là ok. Rồi BID nè, đó đạp rất sâu nha, test hỗ trợ nè, bật lên trở lại đóng cửa gần cao nhất luôn đúng không, có những lúc mà đỉnh điểm giảm bao nhiêu, giảm khoảng tầm 4% mà cuối cùng nó lời lại gần 1% như thế này, là chị thấy là những cái biên độ dưới đây là cái cung nó hết rồi nè, cái vol nè không thấy cái vol đâu nữa luôn anh chị nha, thì chờ đợi thôi, những con như này nó sẽ cân bằng nha. Rồi CTG nè đúng không, cầm máu nè, sau những phiên rơi cắm đầu cầm máu bắt đầu đạp xuống trở lại, nhưng mà không thủng đáy nha, không thủng cái giá thấp nhất phiên hôm trước nha, khối lượng không lớn đâu anh chị, khối lượng là bình thường đấy, thì khả năng là gì, nó phải cần những yếu tố phía sau nữa, nói chung là gì cũng phải chờ đợi thôi anh chị ha. HD băng nè, vẫn đang tôn trọng ha, vẫn đang tôn trọng, thì bữa đạp đây rút chân lên trong ATC đúng không, đúng là con này hôm qua nó rút ATC chứ trong phiên nó có rút đâu, thì hôm nay tự nhiên ấy nó cũng kéo lên đoạn nè nè, sao mà nó lại đạp ngược ATC xuống lại. Đó là những cái cách mà dập dìu của tổ chức, họ đánh trong những cái biên mà tìm điểm cân bằng, nó dập dìu như vậy anh chị nhà tư mới sợ được, nó là như thế. Mà vol vẫn cạn nè, vol đâu có to đâu đúng không, thì cũng chờ đợi ha. Liên Việt nè, đạp rất sâu nha, rút chân lên vẫn tôn trọng hỗ trợ, khối lượng không lớn đúng không, con này khắc nghiệt, rất khắc nghiệt, trong phiên đạp rất là ghê luôn, nhìn anh chị cực kỳ sợ, mà hôm nay nó cũng bị đạp ATC nè. À con này được kéo ATC chứ đúng không, con này là con được hiếm hoi được kéo ATC nè. Đấy thì nhìn chung nó vẫn tôn trọng vùng này mà, thì anh chị chờ đợi nó cân bằng thôi, có nghĩa là cái vùng đáy này họ không muốn thủng anh chị ha, họ làm nhiều lần rồi mà họ không muốn thủng, có thể là cái vấn đề họ đánh lên hay gì đấy, là họ chưa muốn đánh lên, hoặc là cái lượng cung họ chưa đủ, hoặc là họ muốn rủ thêm hay gì đấy, nhưng mà bản chất là nó không muốn thủng vùng này anh chị ha. Nó như thế thì chúng ta phải quan sát thôi, cũng đừng có hành động vội nha. Rồi MSB nè, đạp nè, rút lên khối lượng thấp nè, vẫn tôn trọng hỗ trợ ha. Rồi NVB nè cũng vậy đúng không, OCB nè con này xấu nè ha, nhưng mà nó có cân bằng rồi, nó đạp rồi thì khả năng là gì, nó phải hồi lên trong những nhịp tới nha thì nó mới ngon, còn nếu không là phải buộc phải hạ ra nha. Con này nó, tại vì sao, những cái vùng mà nó đã gãy cái vùng này là cực kỳ xấu rồi anh chị lưu ý nha. SHB nè đúng không, hôm nay lại được kéo nè, giữ lại nè, u tăng 200 luôn
Ok ha, à, thấy không? Bởi con này mà đánh hỏi, gọi điện hỏi anh Hiển đánh sao chứ không có ai biết được con này đánh như thế nào cả. Đúng không? Nhưng mà về cơ bản, kỹ thuật cơ bản đi. Đây là vùng hỗ trợ đúng không? Thì nó đỡ lại, vậy thôi nha. Rồi, STB nè. STB con này nè, trong phiên rút rất tốt nha. Đây nè. Nè, 27.7 nè. Đúng ra là rút chân như thế này nè. Đúng không? Nó vẫn tôn trọng vùng hỗ trợ này. Nhưng vô ITC nó lại đạp xuống và đóng cái giá tương đối xấu như thế này. Có nghĩa là cái giá thủng hỗ trợ. À thì chờ đợi coi. Nhưng mà khối lượng không lớn á chị. Cái điểm quan trọng là khối lượng nó rất là bé. Đúng không? Thì khả năng ngày mai nó sẽ kéo lên con này. À anh chị chờ đợi cái nhịp hồi phục lên. Ha. Thì với lại cái vùng hỗ trợ này nó lệch khoảng tầm 2-3 like thôi. Mình cũng tính quá thì cũng không đúng. Nó là như thế. Nhưng khối lượng nó không lớn. Nên chị phải chờ đợi. Ha. Phải chờ đợi. Rồi. Techcombank nè. Con này bên đây bị ảnh hưởng nhiều nè. Nhưng nhìn nè, 51.7 nè. Đóng cửa nhiều, 51 giảm 7 like. Con này là một con bị đạp ATC tương đối nhiều. Đúng ra anh chị nhìn ở đây nè, để em tắt bớt nha. Cái này là cái gì? Cái gáp nè. Hôm nay đã có những động thái lắp gáp nè. Đúng không? Cuối phiên hồi lên rất tốt nha. 51.7 là nằm tuốt trên này nè. Đúng không? Là nằm ngay cái gáp luôn, thậm chí có những lúc 52 chấm mấy lần kéo xuống dưới nè. Đây lực cầu cuối phiên chứ gì nè, 52 nè anh chị thấy không, nhưng vô ITC đạp 7 like luôn, đạp xuống về đây lại, đây là gì, hỗ trợ ha, do là yếu tố đeo bám trên này tương đối nhiều đúng không, tương đối nhiều vô đây khủng quá thành ra họ rủ xuống trở lại đấy. Nhưng mà những cái yếu tố mà họ cố tình họ đè ATC như thế này thì chờ đợi vào ngày mai thôi ha. Ngày mai họ làm ra cái tâm lý là u con này bị xả nhiều quá em này kia, nhưng mà trong phiên anh chị phải thấy được là gì, nó ăn hàng rất là tốt. Nếu mà nó không ăn hàng thì con này nó ra sàn trong phiên ngày hôm nay rồi. Nếu mà lực bán như thế này anh chị ha, nó phải sàn rồi chứ nó không phải là nó đóng dễ thương như thế này đâu. Nè anh chị nhìn trong phiên là họ ăn hàng liên tục đó chứ. Nè những cái cây này cây xả xuống là bắt đầu ăn lại dần dần, ăn lên ăn lên ăn lên ăn lên ăn lên nè. Tự nhiên vô ATC kê cái tập cái dưới xuống dưới này lại. Đúng không? Anh chị nhìn anh chị phải thấy được những cái vấn đề đó. Nè, rút chân nè. Cái cây lớn nhất trong ngày là cây rút chân nè, đạp rút chân ăn lên ăn lên ăn lên ăn lên bắt đầu kê ATC xuống trở lại. Đó là cái cách mà họ đóng cửa đây nè anh chị ha. Đây nè. Đó. À, đó là cách họ đóng cửa thôi. Chứ thật ra trong phiên họ ăn hàng chứ còn gì nữa. Họ không ăn con này đã sàn rồi. Anh chị lưu ý nha. Nè. Nó test cái gáp thành công rồi. Đúng không? Nhưng mà bị đạp ATC thì cũng chờ đợi thôi. Ha. Thì những vùng như thế này là đã chốt 50% đúng không? Thì xuống đây anh chị mình sẽ không có áp lực gì nhiều. Với lại giá vốn anh chị nếu anh chị mua tốt. Giá vốn anh chị quanh 53. Thì những cái nhịp như thế này là nhịp hết sức bình thường. À, cổ phiếu đang về hỗ trợ anh chị cứ cặp. À, anh chị mua đu mua đuổi mới sợ chứ. Bản chất họ đạp như thế này nè, là họ rủ anh chị mình đu cho này nè. Có nhiều người mua trên này đúng không? Kỳ vọng là nó vượt 58 đúng không? Đấy, thì đu trên này là dính đọt ngay. Thì nó là như thế. À, thì họ muốn rủ cái lượng nhà đầu tư mà đu mà xác nhận vượt 58 nè. Em nói rồi, cuối phiên mà nó không đóng được 58 là phải bán đi. Đúng không? Em bán cái cây này là bán 20% này, bán 30% là tổng 50. Là nhả 50 liền. Ha, tại vì mình mua giá tốt, lên tới đây nhả liền. Bỏ túi cái đã, đạn sau này chúng ta chờ đợi những cái nhịp chúng ta mua gia tăng sau, nó là như thế ha. Rồi TB nè, TB này trong phiên cũng có những cái lực lệnh rất là lớn đây nè, chấm 6 chấm 7 nè, nhưng mà vô ATC thì sao, tạch xuống 33. Đây là một con có yếu tố đạp ATC, khối lượng không lớn đó. ATC đạp có 300k như thế này không lớn, trong phiên khớp tới 5 triệu mà đây có 300k thôi, không quá nhiều đúng không, thì cũng chờ đợi ngày mai có những nhịp mà nó bật lên hay như thế nào. Đây con này đánh cung cầu, thường thường con đánh dị lắm, thành ra con này mà nếu mà có nhịp hồi anh chị mình nên hạ ra đi ha, thị trường tốt thì mới nên đụng như con này, còn thị trường xấu thì nên hạ ra, tại con này đánh tương đối dị nha. Rồi tiếp theo là Vietcom nè, đúng không, nói chung là sau một hồi về mo thì nói chung là về lại đây là phải tôn trọng hỗ trợ thôi đúng không. Hồi xưa em mua giá 102 này nè, em gia tăng 108 đúng không, em lên tới đây em chốt rồi, cái cây đỏ này là em chốt hết nè đúng không, nó gãy cái chen một cái là em chốt liền nè đúng không, em chốt đây ít đây, chốt đây hết luôn. Thì khi nó về lại đây về mo rồi, về mo thì khả năng nó chỉ lình xình lại đây thôi chứ khả năng nó đạp nó sẽ rất là khó, thì cái vùng mo này khá là dài và khá là rộng ha, là như thế. Có nhiều anh chị hỏi mai đó hẹn vệ sinh có lo không em, thì hôm nay nó đã có những cái nhịp mà nó đạp trước rồi đúng không, thì về trụ nó cũng về đây rồi, thì khả năng ngày mai á anh chị hiểu là phái sinh nó muốn đạp á, nó phải đạp ai, nó đạp VN30 đúng không, thì nó mới đạt được một cái mục đích gì đó bên phái sinh, thì nó phải đạp VN30. Nhưng mà riêng công việc công banh là anh chị thấy là nó về tới đây rồi đúng không, tí nữa mình sẽ xem những con chủ khác coi nó về tới đâu rồi nha. Rồi VB nè, con này nó treo leo quá ha, khối lượng cứ đều 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 đều, cũng không cao không nhỏ gì cả,
à, cũng chả có hỗ trợ. Tại sao? Bản chất cái vùng này là vùng bao cung nè, anh chị thấy ngày nào nó cũng quay kiểu rốt như thế này nè. Chắc đổ lá anh quyết đổi qua đánh con này hay sao á ha, này nó quay như thế này làm sao biết hỗ trợ nằm đâu. Anh chị ha, bạn anh chị nào mà đánh rốt quen á, đánh rốt giai đoạn trước á, à, thấy cái cây này quen thuộc lắm, đây là cái dạng win rốt nha, thì nó đâu có hỗ trợ đâu, làm sao biết được nó cứ nằm lửng 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 như này. Vậy em phân tích làm sao vậy, đúng không? Mà em không biết ở đây là tụi nó làm gì đây nữa, đúng không? Đấy, nó như thế ha. Mới cầm máu và hôm nay có những sự điều chỉnh lại và rút chân rất tốt trong phiên, nhưng nó lại bị những cái vấn đề ATC đạp xuống lại, đúng không? Tí anh chị coi dòng thép với dòng chứng khoán nó cũng y chang vậy anh chị ha. Rồi qua tiếp nè, nhà Vinh nè, Vinh nè, đúng không? Nhìn chung là cũng đạp cũng gần về mo rồi nè, nó đạp về đây rồi anh chị ha. Và động thái là gì, ba phiên liên tục không đạp tiếp thì khả năng ngày mai con này đạp nữa thì nó cũng khó, mà cho dù nó có đạp nữa đi chăng nữa nó cũng đạp về đây thôi là hết. Để đây là vùng hỗ trợ siêu cứng của Vinh không, đúng không? Nên khả năng ngày mai con này đạp nó sẽ không nhiều lắm, là một con trụ tiếp theo, đúng không? Rồi tiếp theo Vít nè, Vít hôm nay Vít thì hơi khó. À, Vít về tới đây rồi anh chị, về tới đây khả năng không giảm đâu. Làm sao mà cái vùng mà tích lũy mà từ tháng 10 năm 2020 cho tới tận bây giờ làm sao thủng vùng này được, đúng không? Thì khả năng nó sẽ cân bằng lại đây, cho nên con này ngày mai mà đạp tiếp nó cũng sẽ khó ha. Rồi VRE nè, cũng về lại những vùng gọi là về mo rồi, cả năm trời quýnh về lại đây luôn á anh chị ha. Thì đây là những cái xu hướng mà nếu ngày mai nó đạp tiếp nó cũng cũng khó ha, nó là như thế. Anh chị nào mà biết ngày mai phái sinh có những động thái như thế nào, anh chị phải đoán đoán coi là mấy con trụ bây giờ có con nào mà nó lấy ra nó xài được không. Còn nếu cảm thấy trụ nó lấy xài không được á, hoặc là nhìn những cái dòng xương sống, ví dụ như dòng băng á, mấy con băng trong VN30 á, hoặc là những con chứng khoán hay con thép gì đấy, hoặc là con Hòa Phát ha, thì nhìn vô thấy những con như thế nào mà nó khó có những nhịp đạp á, thì khả năng là dòng cái xu hướng của đáo hạn phái sinh nó sẽ là cái hướng lên nhiều hơn, nó là như thế ha. Tại vì nó muốn đạp chỉ số thì nó cũng phải lôi một con VN30 rồi đó, nó đạp chứ, giờ nó cầm sọt thì nó phải xả VN30 ra nó mới đạp được chứ, ví dụ như vậy ha. Còn những cái thế mà nó khó đạp á thì nó sẽ thiên vào cái chiều hướng long nhiều hơn ha, nó là như thế. Rồi mid cap là như thế nào, mid cap nhìn chung á, nó cân bằng lại thôi anh chị, chứ nó không có những động thái gì thêm đâu, nó sẽ cần một cái quá trình tích lũy lại ha, tích lũy lại thôi nè, thấy không? Có nghĩa là nó không rơi nữa nhưng mà nó sẽ cần thời gian rất là lâu để nó đánh tiếp, nó lại như thế ha. Mà thường hay lắm, dòng xương sống á, nó cân bằng cái tự động đánh liền luôn. Tại sao? Thị trường mà dòng xương sống chạy thì quả may mấy dòng khác nó mới chạy chứ, đúng không? Có thể là dòng mid cap á, nó cân bằng trước nhưng mà nó tích lũy lại lâu lắm, nó tích lũy lại một thời gian xong rồi nó mới chạy. Còn dòng xương sống á, nó mới cân bằng cái nó chạy liền luôn anh chị ha. Nó chỉ cần mà nó tích lũy khoảng tầm 2 đến 3 phi mà nó đạt một cái là nó kéo liền luôn, nó thường nó sẽ là như thế ha. Rồi ví dụ như dòng chứng khoán nè, SSI đầu tiên nè, đạp rất sâu đúng không, rút chân lên ha, nè cũng bị đạp ATC nhưng mà không đáng kể, về hỗ trợ rồi đúng không, về hỗ trợ rồi chờ đợi thôi. SHS nè đúng không, cũng vậy. Rồi VND nè cũng vậy. Rồi VCI nè cũng vậy, vẫn tôn trọng hỗ trợ ha. MSB nè cũng vậy, HCM nè cũng vậy luôn, đạp rút lên khối lượng thấp đúng không, một form với nhau. Thành ra mã nào ngày hôm nay nó cũng như thế cả anh chị ha. Sau một phiên cầm máu thì phiên sau này sẽ là những cái xu hướng mà nó cân bằng dần dần trở lại, chứ không thể nào mà chúng ta đòi hỏi là ủa em qua hay nó cầm máu này phải úp lên như thế này chứ, đúng không? Nó sẽ khó anh chị ha. Rồi tiếp theo nè, bán lẻ nè, FPT nè đạp về đây rồi đúng không, mai có khả năng đạp tiếp không? Em nghĩ là không ha. Masan nè, Masan ngày mai con này có khả năng bị đạp đúng không, nếu mà nó có xu hướng muốn đạp nó sẽ đạp con này. Tại sao? Hỗ trợ nằm dưới này là thành ra nó vẫn có thể nó đạp xuống được anh chị ha, nó vẫn có thể đạp xuống được. Rồi MW hôm nay con này đạp trước rồi à, con này đạp trước rồi nha, nếu ngày mai đạp nữa thì nó về tới đây à, vậy ha. Đấy, những cái động thái mà hôm nay nó đã chủ động nó đạp trước rồi, để coi như thế nào đã. Tại vì con này á nó đã kéo quá cao rồi, cái việc nó đạp 2 cây là chuyện hết sức bình thường đúng không. Vậy giờ tôi kéo cao quá rồi, giờ tôi chỉnh lại, giống như anh chị nhìn con Vietcombank đi, nó kéo bao nhiêu bữa nó trả lại bấy nhiêu bữa luôn đúng không nè. Đấy, thành ra MWG ngày mai cũng có khả năng bị đạp rất cao nha. Anh chị nào có MWG sáng mà điều hồi được canh bán đi. Rồi những con như là BNG đi,
đạp luôn nè, đạp trước luôn. Đây là hỗ trợ cứng, đúng không? Về mo nè, một cái quá trình dài dẫn đi lên đạp một cái về đây hết, thì khả năng ngày mai con này nó có đạp nữa không? Em nghĩ là không ha, em nghĩ là không. Rồi BID nói rồi ha. BVH nè, BVH này con này treo leo á, nhưng mà nó cũng về lại đây rồi, đúng không? Khả năng ngày mai con này đạp tiếp thì nó cũng tương đối khó ha. Gas nè, rồi giữ rồi. Novaland nè, Novaland nói chung về đây rồi. Có thể là trên tới đây anh chị mình bị úp, nhưng mà xuống tới đây là hết rồi ha. Nó sẽ có một quá trình tái tích lũy trở lại ở đây. Rồi Sabico nè, cũng về tới đây rồi, còn gì nữa đâu đạp, đúng không? Vít nè, Vít về tới đây rồi nè, vẽ trước luôn nè. Vietjet nè, Vietjet về đây rồi anh chị ha. Nhưng mà con này nếu mà nó rút chân được như này, ngày mai nó vẫn đạp tiếp anh chị. Rồi sau mới rút chân lại là chuyện hết sức bình thường. Đấy, Vinamilk nè, cân bằng này nè, test lại đấy đó ha. Con này thì không xấu nhưng mà cũng không tốt đâu anh chị, chưa tốt lắm, phải chờ đợi ha. Nếu nó giữ được ở đây và nó hồi lên trở lại đây á thì vẫn bình thường, không sao cả ha, phải chờ đợi. Nhìn chung em nhìn cái thế của trụ á thì em thấy là cái khả năng ngày mai nó đạp nó cũng sẽ tương đối khó ha. Rồi thép nè, HBG nè, giữ đúng không, giữ rất tốt nè, vôn không còn cao nữa. Con này em đang chờ nó cân bằng ha, đang chờ nó cân bằng, đừng quan sát vội. Nó cầm máu được ở đây rồi, bắt đầu hôm nay nó chỉnh xuống nè, để bây giờ chờ đợi những phiên sau nha. Hoa sen nè, đúng không, một cái con mà rơi mạnh như thế này mà bắt đầu nó có những có xu hướng nó cân bằng trước nè, đúng không, thì anh chị chờ đợi thôi. Nam Kim nè, Nam Kim mở gáp đạp rút chân lên nè, những trạng thái cổ phiếu như này rất là tốt nha. Mở gáp mà lắp ngay trong phiên mà rút chân lên khối lượng lớn như này là cho thấy sự đỡ giá tương đối nhiều ha. Con này nếu có những xu hướng nó tái tích lũy lại đây anh chị mình có thể canh tham gia được ha, nhưng mà chờ đợi nha, chờ đợi. TV nè, này cũng cân bằng đúng không. Nhìn chung phiên ngày hôm nay á, là nó chỉ đạp, hôm qua nó cầm máu thì hôm nay nó đạp xuống một ít, hoặc là nó bị đạp ATC hoặc là gì đấy mà khối lượng nó không lớn. Điển hình nhất anh chị nhìn khối lượng của tổng vào đây, anh chị sẽ thấy là khối lượng hôm nay nó có lớn hay không, đúng không? Và những cái dòng như là xây dựng hoặc là những cái dòng như là dầu khí nó cũng chả đạp nữa, mà hôm nay nó đạp một số những con trụ, thành ra vừa đi mình đi chỉ số cũng rất là nặng ha. Ví dụ như cái con như là dòng bán lẻ bữa giờ nó kéo rồi giờ nó đạp ngược trở lại là anh chị biết, đúng không, là nó ảnh hưởng chỉ số rất là nhiều. Mà những cái dòng xương sống ví dụ như là chứng khoán rồi ngân hàng rồi thép á, nó lại không có tăng nhiều mà nó chỉ lình xình thôi, đúng không? Mà chủ nó đạp nữa thì đương nhiên vậy đi, mình chỉnh chỉ số là chuyện đúng rồi. À vậy thế ha. Bảo hiểm BMI này cũng bình thường nha, cũng tích lũy lại một cái nền ở đây. Con này phải chờ đợi nha, nó phải xuất hiện một cái tích cung gì đó đây thì còn ai nó mới chạy thêm một cây nữa. Cảng Gamma Đét cũng cân bằng thôi đúng không? Phim này nó không biến động gì quá nhiều đâu anh chị, chỉ có dòng ngân hàng á nó bị xả ra tương đối nhiều thôi, do yếu tố về margin thôi, nhưng mà nó cũng được đỡ lại rồi, nhưng mà vô ATC họ đạp xuống trở lại thôi ha. Con này cũng cân bằng rồi nè, từ từ ha. TNG này đó cũng đang giữ tốt nè, cũng chưa có vi phạm gì hết đấy. Thành ra anh chị thấy là sau một phiên cầm máu á, thì đang có những xu hướng nó dần dần nó đạp xuống và nó cân bằng trở lại ở giai đoạn phía sau, và khối lượng hôm nay nó không lớn đâu anh chị ha, thì anh chị chờ đợi thôi, vẫn phải chờ đợi thôi. Những cái vùng như thế này anh chị mình không có canh bán nữa nha anh chị ha, không canh bán nữa, em nói rồi, những vùng này không canh bán nữa. Khi anh chị bán ở những cái điểm như thế này nè, rất dễ ngày đáy. Có nhiều anh chị nói con Techcombank này xấu đúng không, ngày mai là nó bật lên rồi sao, đúng không? Đây là những vùng hỗ trợ cứng của nó, mai nó bật lên rồi sao? Thì anh chị bán những cái nhịp mà anh chị lo sợ như thế này rất dễ bị dính ngay những cái nhịp mà đáy của cái con cổ phiếu đó anh chị ha. Tại vì những cái nhịp mà bây giờ do là gì, Techcombank bữa giờ nó giữ thì hôm nay nó đạp, còn những con khác bây giờ bữa giờ nó đạp rồi à, thì giờ hôm nay nó chỉnh xuống một tí xong mà rút chân lên trở lại, đúng không? Bản chất là gì, nó về cái tiến độ gọi là điều chỉnh nó cũng như nhau thôi. Một thằng thì đạp hoài thì giờ nó bắt đầu nó cầm lại, một thằng thì bữa giờ chưa đạp thì bây giờ nó đạp, đúng không? Thì nó là như thế, bản chất là thị trường vậy, cũng sẽ tới lượt thôi đó. Thì chúng ta phải chờ đợi và quan sát ha, không có hành động vội quá. Và những cái tin tức về dịch này kia gì đấy ở Hồ Chí Minh, em ở Hồ Chí Minh nè, nhưng mà bản chất là gì, tốc độ lây lan rất là nhiều ha. Nhưng mà những cái khu đó nhìn chung chỉ thị 16 thì cũng đã cách ly hết rồi, đúng không? Họ phát bệnh là chuyện bình thường, tại vì đã gọi là khoanh vùng lên thì đương nhiên là những vùng đó nó sẽ phát bệnh ha. Thì chính vì phát bệnh thì họ mới khoanh vùng để họ nhốt lại,
nó là như thế ha, để không có bị lây ra nhiều hơn. Cái tình hình thì nhìn chung đương nhiên chị sẽ thấy là cái số ca nhiễm nó sẽ tăng, nhưng mà bản chất là dòng tiền khi mà dịch nó quay trở lại, dòng tiền sẽ cũng sẽ tập trung vào chứng khoán nhiều, đúng không? Tại chúng ta đến với chứng khoán nhờ đâu? Nhờ dịch mà anh chị ha, nhờ dịch mà nó là như thế. Thành ra nếu mà bây giờ chúng ta sợ dịch mà chúng ta ra thì nó cũng khó anh chị ha, nó là như thế. Bây giờ tiền nhàn rỗi không đầu tư được cái gì, đầu tư chứng khoán đúng không, mà dính ngay nhịp rơi đúng không, nhưng mà nó cân bằng lại, nó vẫn có những nhịp phía sau mà đúng không. Quan trọng nhất anh chị phải biết là quá trình phía sau nó có cái gì để tăng tiếp, còn cái việc bán ra bây giờ là không bán nữa anh chị ha, nó là như thế. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em anh chị ha. Anh chị thấy ai cho em một like, một đăng ký kênh, để khi em đăng video lên nó sẽ thông báo cho thiết bị của anh chị, điện thoại hoặc là máy tính anh chị ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.